Bây giờ các bạn vẽ sơ đồ đi theo cái chức năng mà cô mô tả đúng không? Người ta sẽ sơ đồ user case chứ. Ok. Các bạn có thể click chuột vào đây vẽ viết chữ được luôn nào. Sơ đồ user case. Đấy, cái này click chuột vào vẽ được luôn. Các bạn cho cái chữ bừ lên. Font style ok rồi cái chữ này nó nằm ra giữa rồi. Ủa sao gì kỳ vậy, lệch lệch dữ vậy. Rồi ok, dễ chưa. Rồi thì ở đây các bạn vẽ cho cô là đầu tiên các bạn vẽ cho cô cái hình chữ nhật ha. Đây cô để A2S từ hai bên nè, cô thu nhỏ xíu nha, nhìn cho dễ nè. Đây thu nhỏ nhìn cho dễ nè. Đấy, đầu tiên là cô vẽ một cái khung hình chữ nhật. Ở trong này cô sẽ vẽ một cái case, cái này nè. Ủa, cái này không phải cái sơ đồ UML đây các bạn nè. Đây, cái này actor nè. Các bạn để cái actor thứ nhất các bạn đặt F2, các bạn đặt tên cho nó là admin. Admin. Cái actor thứ hai các bạn để thả vào đây nè. Đặt tên là nhân viên. F2 nhân viên. Chưa? Cái này là hai actor. Được chưa? Còn một cái user case thả vào đây. Các bạn đặt tên là cái này là đăng nhập. Đăng ký. À xin lỗi, bỏ đăng ký đi, đổi mật khẩu. Đổi mật khẩu và đăng xuất. Ok. Đấy, được một user case. Các bạn tạo user case thứ hai là các bạn là quản lý người dùng đó, thì chi tiết các bạn mô tả sau, còn bình thường các bạn chỉ cần để quản lý người dùng là được. Hoặc các bạn có thể nốt ra là gồm cái gì, tức là xem thêm, sửa xóa, được chưa. Rồi tiếp đến cái gì ạ, phân quyền, và cái thứ hai nữa là reset mật khẩu. Ok, hơi dài, bình thường có viết ít thôi, cái này hơi nhiều, hoặc các bạn tách ra cũng được. Thực ra mấy cái này á, các bạn tách ra được những cái nhỏ nhá, nhưng mà lưu ý nè, khi tách ra các bạn phải dùng cái include, dùng những cái để các bạn extend hay include á, một số thuộc tính của user case các bạn không biết dùng á, nó bị lỗi và dễ bị bắt bẻ, hiểu ạ, dễ bị bắt bẻ, mà phải hiểu thật rõ về nó thì hẵng làm, còn không hiểu rõ thì thôi nhé. Rồi tiếp nè, đến chức năng tiếp theo đó là quản lý gì ạ. Đây nè, ví dụ như là quản lý phân loại, quản lý phân loại sách không. Viết ít ít chữ, nhiều chữ khó chịu. Đấy, quản lý sách. Quản lý sách, cái này các bạn kéo nó ra. Quản lý sách. À. Rồi, thêm cái nữa là quản lý hóa đơn nhập. Đây. Các bạn thêm cho cô là đây, quản lý hóa đơn nhập. À, quản lý hóa đơn bán. À, và có một cái phần nữa là thống kê. Đấy, vậy thôi, thống kê. Thì các bạn lưu ý là trong cái quản lý hóa đơn nhập các bạn và xuất, các bạn bán, các bạn muốn phân quyền ấy, thì
Thì các bạn thêm cho cô cái nữa, quản lý hóa đơn nhập nè. Các bạn thêm cô cái nữa vào đây, thả vào đây. Cái này các bạn là, cái này là thêm. Đó, thêm cái nữa là include này, extend mở rộng này. Rồi cái này là cái chức năng này nó bao gồm chức năng là thêm sửa xóa. Thì các bạn dùng cái include thì các bạn sẽ nhìn thấy dưới này là nó sẽ có một cái extend là thấy không? User nè, relation nè. Include ngược lại đâu nhỉ? Sao không thấy cái include nhỉ? Rồi bây giờ các bạn nắm cái extend vào đây đi. Thay vì extend thì các bạn include thì cái dấu ngược, dấu mũi tên ngược. Đấy, F2 đây nè. Các bạn để cô là include. Include. Ok. Đây. Nằm ra. Đó, nó ngược, nó phải ngược lại như này. Thì ông này ông có quyền gì? Các bạn vẽ nhá, ông này nè. Thì ông sẽ có cái quyền đâu nhỉ? Đây. Cái mũi tên. Đây. Ông này ông sẽ có cái quyền này. Đấy, ông sẽ có quyền đến này. Sao con cong trời. Cô lấy cái dấu chéo á. Cái dấu không. Thẳng đi, lấy cái này đi. Đấy. Thì các bạn lấy anh này. Trời. Không, cái này không phải. Lấy cái mũi tên bình thường đi nha, cho nó dễ. Thật ra trên này có một cái simple đó, nó cũng dễ vẽ thôi. Tại cô à, đây cái này nó dễ vẽ hơn nè, thấy không? Đó, gạch gạch nè. Đây nắm cái này vào, thả vào đây. Ok, cái này dễ hơn. Mấy ông cười hoài thì chơi. Không, cái này được á. Này cho ông nằm ở đây. Đó, ông cho ông ra đây. Đấy, cho ông ra đây. Đấy, ông này ông có quyền trên cái này. Được chưa? Ông này lại có quyền trên cái này nữa. Ctrl Z. Ctrl C, Ctrl V. Ông này ông lại có quyền trên cái này nữa. Đúng không? Đấy. Nhưng mà ông này á thì ngược lại nè. Ông ấy chỉ có quyền ở đây thôi. Đó, tôi nắm tôi kéo. Ông ấy chỉ có quyền cái này thôi. Đó, mà ông lại không có quyền cái này. Ông này là có toàn quyền ở đây. Tức là các bạn cái nào khi nào có quyền đó, các bạn cái nào có quyền các bạn nắm các bạn kéo đó. Đó. Ok, đấy. Thì ông này giả sử như ông có quyền ở đây. Đấy. Có quyền đây. Thì ông này cắm nắm kéo sang thôi. Ok. Đấy, hiểu không? Đấy, có quyền đến phân loại sách, nó có quyền quản lý sách. Tại vì cái này không quan trọng nhập liệu mà. Chỉ có cái quan trọng nhất nó là nằm ở hóa đơn nhập và hóa đơn xuất. Thì ông này ông chỉ có quyền, ông này ông chỉ có quyền ở trên này thôi nè. Đó. Ông này ông chỉ có quyền đến cái này thôi. Thêm thôi. Nhưng ông này thì ông lại toàn quyền nè. Ông này ông lại toàn quyền này. Đó, thấy không? Hiểu hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? Thì ông này ông toàn quyền nhưng ông này chỉ có quyền mỗi cái nhỏ này thôi. Thêm thôi, còn sửa xóa thì không có. Hiểu không? Đấy, ví dụ như vậy. Đó, cái quản lý hóa đơn bán cũng tương tự như vậy. Ông này cũng y chóc như vậy, cũng có chỉ thế thôi. Thống kê thì mình ông này thôi, ví dụ vậy. Đấy. Ông này thì, ông này không quan trọng nên nó toàn quyền. Nằm kéo vào.
Đấy, không quan trọng đến toàn quyền. Còn ông này thì cô copy anh này đi ha. Về. Đấy, vậy thôi, ông này ông toàn quyền. Thôi gì em. Đó. Cái này dịch ra xíu. Nó khỏi đè nhau vậy thôi. Đấy, con thống kê thì chỉ có ông này có quyền thôi. Ờ, cũng được tuyển, đâu có sao đâu tuyển ơi, em thích động lực thì em có động lực thôi, cũng nhiều chuyện, tuyển nhiều chuyện đó, tuyển cứ phải toàn quyền mới có động lực à em. Đấy, thống kê đó thì nó sẽ là phải các bạn phải để nó bao ở trong cái hình chữ nhật này, thấy chưa? Ok chưa? Đấy, cái này gọi là sơ đồ user case. Thì các bạn có thể chụp hình nó, hoặc các bạn có thể xuất ra cái SVG, hoặc xuất ra export nó as cái JPEG hoặc PNG nè. JPG này chẳng hạn, ví dụ như zoom để 100% khỏi có crop hay không. Ok, export. Hỏi lưu ở đâu? Lưu ở trên device của chẳng hạn, máy của mình chẳng hạn. Đấy, tôi để là desktop đi ha. Thôi để desktop một rối lắm. Tt Summer. Sao có dựa trái đây ta. Cái này là new folder. Cái muốn là dự án mẫu. Đấy user case. Mở ra này. Yeah, nó crop luôn các bạn. Chưa? Ok. Đẹp đẽ chưa? Đã thay đổi, làm guộc nó mất thời gian lắm. Làm guộc vẽ cực kỳ mất thời gian luôn. Mà không có đẹp như này. Được chưa? Đấy, cái phải có cái khung bao này nhá. Được cái sơ đồ user case. Được chưa? Đúng rồi, cam kết á. Là cam kết. Không cam kết thì đâu ai thuê em đâu. Ông hay quá. Ông tuyển tao nói khô con nói cùn luôn mà. Được chưa? Ok. Rồi, là vừa hướng dẫn vẽ xong. Còn bạn nào